Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn vẽ một cái gối. Ở đây thì các bạn thấy có ba cái gối. Đây là các cái gối mà mình vẽ bằng body mark. Thì làm sao để vẽ được cái gối này một cách nhanh nhất và đẹp nhất? Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái công cụ để thổi phồng đối tượng lên thành cái gối. Ở đây các bạn quan sát cái đối tượng màu trắng này. Đối tượng này. Ban đầu một cái gối như đây. Nó chỉ đơn giản là một khối bóc. Nó chỉ đơn giản là một khối bóc. Và mình sẽ add công cụ đi vào, nó sẽ có cái tính chất giống như kiểu là các bạn bơm một cái lốp xe, bơm một cái xăm xe hoặc một cái phao bơi thì nó sẽ phồng lên trong quá trình mà mình bơm hơi vào, bạn thấy không? Để là thành cái gối như thế này. Thực tế thì cái gối chúng ta không phải là bơm hơi mà bên trong nó có là các cái lõi gối, nhưng mà trong body mark thì mình không thể vẽ hoàn toàn cái lõi gối ra, mình chỉ vẽ hình dạng của cái gối bên ngoài thôi, cho nên là mình sẽ dùng mũ bơm này. Mình cảm thấy cái mũ bơm này bơm hơi vào một đối tượng này nó khá là dễ dùng và rất là hợp lý trong trường hợp mình vẽ gối. Thì cái độ căng của cái gối này nó phụ thuộc vào cái lượng hơi mà các bạn sẽ bơm vào cái đối tượng này, mình cứ gọi nó là bơm hơi cho nó dễ hiểu. Ở đây mình sẽ làm ví dụ để bơm hơi vào một đối tượng như sau. Mình vẽ một hình chữ nhật trước. Đây. Kích thước thì theo cái gối mà các bạn muốn, ví dụ mình để khoảng 300 này nhân với cả 300 và chiều cao mình để khoảng 2 thôi. Sau đấy các bạn tăng các cái số lượng đường sinh lên, các số lượng segment lên thật nhiều, mình để khoảng 100. Sau đấy thì mình sẽ đổi tên cho đối tượng. Đây là nơi mình có thể đổi tên cho nó, mình đổi tên là cái gối, cái gối mới. Ok, sau khi đổi tên xong thì mình sẽ ở đây mình có một đối tượng nữa, đó là một cái tấm plane. Mình đặt thêm nó là cái nền nền nhà này hoặc là một cái sàn gì đấy. Cái này nó có cái tính chất là nó sẽ đỡ cái gối của bạn khi mà cái gối mình rơi xuống. Thì khi mà tạo cái gối xong nếu không có cái sàn để đỡ thì có thể nó sẽ bị tụt xuống từ dưới này. Cho nên là mình sẽ coi như nó là một cái sàn để nó đỡ gối. Thế là mình làm như sau, mình chọn cả cái gối và cái sàn này, chọn cả hai. Mình sẽ vào modify, mình chọn công cụ cloth. Đây là công cụ clother. Công cụ này chức năng chính của nó sẽ là để giả lập cái việc tạo ra các cái miếng vải, miếng thảm hoặc là khăn trải bàn. Nhưng mà trong các phiên bản Mac từ Mac 2010, Mac 2011, 12 và Mac 13, đây là Mac 14 nữa, thì mình thấy có thêm một công cụ có thể bơm hơi vào đối tượng để tạo được những cái hình dạng giống như cái gối này, mà Mac 2009 thì các bạn sẽ không có. Khi mình add được công cụ cloth vào trong đối tượng, mình sẽ tiếp theo mình sẽ chọn lựa chọn object property. Ở trong này các bạn thấy có rất nhiều lựa chọn nhưng mà các bạn không cần quan tâm hết. Các bạn tích vào đây, một cửa sổ mới hiện ra, thì nó trong phần object này nó hiện hai cái tên đối tượng là cái gối và cái nền nhà. Mình chọn cái nền nhà và mình setting cho cái mình đặt cho cái nền nhà này có một cái thuộc tính là một cái vật cứng có thể đỡ được các cái vật khác. Mình sẽ chọn xuống phần collision object này,
trong này có rất là nhiều lựa chọn, nhưng mà mình quan tâm chính đến cái thông số static này. Đây là độ cứng, mình để khoảng 1000 cho nó thật là cứng. Các bạn có thể để giá trị từ khoảng 200 cũng được, bao nhiêu cũng được, quan trọng là nó có thể đỡ được cái gối của mình. Mình để khoảng 1000 cho nó khỏe. Tiếp, mình chọn lên đối tượng là cái gối của mình, chính là cái khối bóc. Mình sẽ chọn lựa chọn là cloth. Sau đấy thì ở trong này các bạn thấy có rất là nhiều những lựa chọn để mà mình chỉnh những cái này, thì mình sẽ có một cái bài nói kỹ về những cái này. Ở đây mình đang cần làm cái gối, mình sẽ chọn xuống công lựa chọn là pressure dưới này. Ở đây có lựa chọn pressure. Cái lựa chọn này ý của nó là các bạn có thể hiểu là cái lượng hơi mà mình sẽ bơm vào cái gối này, hoặc là cái có thể hiểu là cái bơm, mình sẽ gọi tạm nó là cái bơm. Bạn bơm nhiều hơi thì gối căng, còn bơm ít hơi thì gối nó sẽ trùng. Mình để thông số khoảng 80. Phần bên dưới là thông số dumping này. Dumping là thông số để hiệu chỉnh cái việc mà khi mà bơm hơi vào gối này, cái độ căng của gối, và nó sẽ nhảy nảy nảy ở trên sàn của mình. Khi mà bạn để thông số này cao lên này, thì khi cái gối này bơm căng mà nó sẽ có khả năng nó nảy tưng tưng trên sàn này, thì nó giống như quả bóng của mình ấy, nhưng mình không cần thiết. Mình sẽ để bằng không đi. Mình chỉnh xong, mình chọn ok. Các bạn có thể kiểm tra lại thông số xuống nền nhà xem đã nó có lưu lại cái thông số lúc nãy mình chỉnh hay không. Kiểm tra đi kiểm tra lại cho nó thật chính xác, sau đấy chọn ok đi. Lựa chọn tiếp theo thì các bạn tìm trong phần simulation này. Trong này là những cái lựa chọn để cho các bạn tích chọn cái việc hoạt động của cái gối này, hoạt động bơm hơi vào gối. Thì đây có ba cái lựa chọn, các bạn chọn lựa chọn nào cũng được. Mình sẽ chọn cái simulate local cho nó, để mình có thể quan sát được cái quá trình tạo cái gối này. Các bạn chờ một chút. Đây, hơi bắt đầu được bơm vào cái gối. Trong quá trình bơm, các bạn vẫn có thể quan sát các góc. Xem việc bơm hơi vào gối nó sẽ diễn ra như thế nào. Ví dụ như ở đây mình thấy cái gối của mình quá trùng, mình không thích, mình có thể tạm dừng lại, mình xóa nó đi. Đấy. Các bạn chọn cái lựa chọn ARC Simulation này để xóa cái hoạt động vừa rồi, và các bạn có thể hiệu chỉnh thông số. Ví dụ mình muốn thông số của nó sẽ khoảng 200, có nghĩa là cái gối được bơm nhiều hơi hơn và đương nhiên nó sẽ phồng hơn. Mình chọn ok. Tiếp theo mình lại chọn lại cái công cụ Simulate Local này để cho nó hoạt động lại từ đầu. Xem điều gì sẽ diễn ra. Các bạn thấy không? Hơi được bơm vào nhiều hơn và căng hơn, nó sẽ khiến cái gối của mình phồng lên mạnh hơn. Nó sẽ hoạt động khá là lâu đấy. Thì mình có thể ra được một cái kết quả. Cái việc hoạt động, cái việc chạy cái thao tác này nó có nhanh hay không thì phụ thuộc vào cái cấu hình máy tính của các bạn. Đây, ví dụ như mình thích cái kiểu dáng này, thì khi mà nó hoạt động đến cái vị trí nào đấy, các bạn muốn giữ lại cái hình dáng thì các bạn có thể tích ngay vào lựa chọn Simulate Local này. Khi mà nó đang hoạt động đến một cái vị trí nào đấy, mình có thể quan sát được cái hình dáng của nó. Đấy, ví dụ khi các bạn muốn để cái trạng thái căng này, các bạn tích vào Simulate Local này thì nó sẽ giữ nguyên trạng thái như vậy. Còn mình lại cảm thấy nó hơi căng quá, mình cho nó chạy tiếp, có thể nó sẽ trùng đi một chút.
Ồ, không ngờ nó lại căng hơn. Càng ngày qua càng căng. Lốp căng quá. Chờ một chút xem nó có giảm đi không. Trông có vẻ cũng ổn. Thôi rồi, tôi sẽ tạm để cái hình dạng yếu bối này. Tiếp theo thì mình sẽ làm cho cái gối của mình nó mình mô tiểu mô tả là có một cái rãnh ở đây, có một cái vết mà tả là cái đường chỉ khâu. Mình sẽ làm như sau, mình sẽ convert cái gối này về poly này. Sau đấy mình sẽ chọn công cụ, chọn cấp độ thứ hai này, chọn một cạnh và mình chọn công cụ ring để chọn được tất cả các cạnh xung quanh cái gối như thế này. Mình chọn công cụ connect. Ok, để tạo ra một cạnh. Sau đấy thì mình sẽ chọn công cụ extrude. Mình extrude vào trong một chút như thế này. Mình để thông số bên dưới này bằng 0, thông số extrude base width thì bằng 0. Ok. Sau đấy thì mình sẽ chọn công cụ là Turbo Smooth. Chỉ có vậy thôi. Mình sẽ đã hoàn thành cái gối này. Các bạn có thể tạo ra rất nhiều những cái gối mà các bạn muốn từ cái lựa chọn vừa rồi. Ví dụ, bây giờ tôi muốn tạo một cái gối khác làm nên cho cái gối này. Tôi sẽ vẽ một hình chữ nhật khác, một hình bóc khác đặt lên trông này, xem nó sẽ thế nào. Cái gối này sẽ dài hơn một chút và độ cao của nó này. Tôi sẽ setting thông số y như vừa rồi. Ok, bây giờ tôi kéo lên cao này, kéo dịch ra cái gối này. Tôi sẽ làm ví dụ như vậy. Tôi xoay đi một chút nhé. Như vậy. Tôi chọn hai cái, tôi sẽ làm lại. Chọn cloth. Setting thông số. Đây sẽ là cái gối mới của tôi. Tôi để khoảng 80 60 đi. Nền nhà tôi vẫn đặt thành vật cứng 1000. Ok. Trường hợp này tôi để cả cái gối này là vật cứng, tôi sẽ chọn Add Object này. Tôi add cái gối mới vào. Và cái gối mới cũng sẽ là vật cứng. Gối mới vào nền nhà sẽ là vật cứng 1000. Còn cái gối nằm bên trên chính là cái khối bóc này. Tôi sẽ để thông số là 60. Ok. Chọn Simulate Local. Các bạn chờ một chút.
nó vẫn đang hoạt động. Vì ở đây cái gối này của mình phải đặt lên cả hai cái vật là cái gối dưới và cái sàn nhà này. Cho nên là nó sẽ hơi lâu một chút. Chờ bao giờ cho cái này nó chạm xuống sàn là được. Đây. Khi các bạn cảm thấy ok, các bạn sẽ tích trà vào công cụ này để tạm ngừng quá trình hoạt động của việc bơm gối. Sau đây tôi làm thao tác tương tự như vừa rồi. Convert về poly. Tôi chọn ring. Một cạnh trong góc độ 2. Tôi connect. Sau đây tôi extrude. Vào phía trong. Một chút như thế này. Ok. Cuối cùng tôi dùng Turbo Smooth giống như vừa rồi. Ok, vậy là tôi có một vài cái gối được tạo ra như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.